Đó, nó chạy không không khỏi luôn mà. À, vàng của khách đó, đó vàng của khách, vàng hình dung ra xe. Buổi chiều hôm nay thả hai cặp ra mà chưa gì hết trơn nè. Chết nữa rồi. Bắt cái gì vậy? Chưa. Đó, rồi. Gì vậy? Không muốn mày. Rồi. Hello, xin chào cả nhà yêu cúng, yêu thú cưng nhé. Chiều nay thả hai cặp ra. Đó, con vàng mập hình vuông. Đó, mập hình vuông luôn. Với một con đen, mà con đen này chắc chưa hay sao? Ú nu à. Càng càng đau té mơn vậy nè. Nghe thấy hả? Họ vô nu luôn. Trời ơi. Làm gì vậy hả? Gì chưa gì hết trơn à. Hay cho hay cho giao lưu con lạp vàng của khách mập u nu luôn coi. Trời cái này chắc nhanh nữa quá hả. U nu luôn. Đó nó chạy không không khỏi luôn mà. Rồi, rồi chứ nữa rồi. Gì nhanh vậy? Buổi chiều hôm nay thả hai cặp ra mà chưa gì hết trơn nè. Chứ nữa rồi. Quá trời nhanh luôn à. Rồi, xong một lần nữa cả nhà. Con này nó mập quá trời mập luôn cái này. Cái nó nè. Rồi. Té. Vàng của khách, vàng hình dung. Ra xem coi, ngày hôm qua thả ra nó cũng gần nè, nhưng mà chưa. Đó, rồi. Gì vậy? Không muốn mày. Rồi. Trời ơi, hôm qua không chịu. Nay chưa gì hết trơn. Là xong, một cặp. Rồi, cặp này quá ok.
Đây, đây là rổ xúc quách đây, đó nè. Xúc quách nè, thấy chưa? Xúc quách nè. Ôi đã. Rồi, là đây. Đây đang xúc quách nè. Đâu rồi? Cái xúc quách nè. Nghe không? Hả? Để ở đây nha. Lấy từ cái cho ăn. Rồi, thằng nào? Nào lại cho ăn cái. Đó. Có cự nè, tới thằng khác nè. Đó. Đó. Một thằng một cái, tha đi đi. Đó. Mày xú quách này lắm. Đó. Rồi, thằng cái tham gia chạy hết rồi. Thôi mày đâu á. Xú quách này vừa có xương mà vừa có. Thế nè. Vừa có xương mà vừa có thịt nữa. Hôm nay tên thủ thả chúng ra. Cho vận động rồi một tí xíu sẽ cho chúng vào trong chuồng và tắm cho nó sạch lại. Cho nó chơi dơ bữa. Thử xem nó chơi dơ cỡ nào. Cũng là một cái sự trải nghiệm của mấy con cún này nè. Dơ quay ngược đi, đã bươi không? Với thả xem cái trong cái thời gian này có con nào rụng dâu không cả nhà, để mình xem mà bắt chúng ra để cho chúng phối vào luộc. Chấn rồi tội của nó dân. Chắc nay mình thả tí xíu thôi. Rồi mình sẽ cho chúng ăn cái thau xú quất này nè. Nó mè, nó thấy mè nè. Nè xú quất nè, xú quất nè. Ngửi đi, ngửi đi. Không chăng đâu. Ngửi đi nè. Ui, phải rồi. Nè, phải rồi, nó hết cắn rồi. Nó thấy thau xú quất này nó hết cắn rồi. Xú quất nè, ngửi nè, thơm. Ui, thơm bu lại hả, liếm hả. Nóng đó. Ui, một cục rồi. Nè, ai. Lấy cục đi, thằng lấy cục đi. Một cục thôi nha, rồi lấy hai cục luôn rồi. Nữa, cái thằng đó phá nè. Lại đen nè. Nè, lại đây nè. Lại đây ngồi ăn nè. Nè, xú quách nè. Cho xú quách cho đã luôn. Này có sừng trời ngon này nè. Tới nay mà chưa có con nào có dấu hiệu hết trơn. Đúng là qua mùa qua đợt. Tới mùa tới đợt là khách gửi vừa chó của nhà, vừa khách gửi. Còn đến thời điểm mà nó chưa có rồi. Là của nhà cũng không có, mà khách cũng không có gửi luôn. Có đeo đeo rồi nè, không biết có hiện tượng chưa, không biết. Hôm nay có cả một thao màu đây nè, khủng khiếp rồi. Thao này là sườn luôn nè, chứ không phải là xú quách. Bây giờ cho chúng ăn thôi. Đâu rồi? Nó nè. Thôi coi đỡ. Ôi thơm lại. Đó. Hay quá chừng luôn. Trời nè. Rồi một chút một cục nha. Nha. Nè. Còn thằng kia làm gì vậy? Lên nè.
Rồi giờ tao cảm ơn thôi. Trời ơi, ăn quá trời đằng kia. Ơi có con nào ở đây? Ăn nào lại đây? Trời ơi. Trời ơi, nằm ngửa này kìa. Nè, nè, nè. Ôi con sâu này nó cắn cái đuổi. Nó gắt quần. Hôm nay quay hai bài cúng nè, rồi mai cho tách mấy con mẹ nữa nè. Hôm nay nó ăn mạnh rồi, nên nó bú con mẹ nó chứ không nổi. Tự nhiên con nó có mấy mục gì thôi. Bú chút con mẹ đẻ mẹ nó bú quá ta chở hết nổi. Nay cũng 32 ngày, 32 35 ngày. Nên tách thôi. Chặt lừ như cá kèo vậy nè. Như cá kèo một rổ đặt lừ. Còn cái này cũng đặt lừ luôn một rổ. Tới công chuyện rồi nè, đó, thấy không? Thấy con này không? Tự nhiên vậy đó. Da nó đâu có gì đâu. Rồi bắt đầu rụng lông vậy đây. Rồi cấu rồi này làm sao mà giao đây. Làm sao mà đi chơi được đây. Tự nhiên vậy là một hai con vậy đó. Cả nhà thấy không? Nguyên một bầy chăm sóc kỹ lắm nè. Con này cũng có nè. Hơi hơi. Chăm sóc kỹ à. Cả đời. Lại bị. 12 con nha, đều ghê không? Từ nhỏ đến lớn. Nuôi cưng ghê, 12 con này. Hai ú à. Tại không có thời gian nên mình đi công chuyện, mình cho nó ăn trước tí xíu. Nên hay nóng chứ đáng lý ra khoảng 4 giờ. Để ngủ khoảng 4 giờ cho nó ăn vừa. Giờ mới có 3 giờ mấy, 2 giờ mấy. Nhà cái này hồi từ từ ngủ nó ăn sao đó nè, ăn luôn. Có mấy con nó liếm liếm mà nó gấp được cục xương, cục thịt ra nó ăn. Đã không? Nó hết chồm à. Có mồi ở đâu chồm, đâu có đồi đâu. Quay toàn cảnh luôn. Con kia nó cắn cái sách tàu. Ê, con kia nó cắn cái sách tàu.
chơi chơi với em nè. Cưng. Ok. Mà phải. Mà phải chứ đâu đau đau gì đâu. Con đó phải hả? Cái mấy con lân đen mà cái màu có nhiều xô thì con này nó gọn bên. Ừ. Nó không có bị ấy. Thôi đi cho gác chơi đi. Ở đây không có quay được. Này, đi. Không được nha, xô này xô dữ lắm nè. Xô này đi lại ba đi cạo ba mấy tí. Rồi con này lên giống vậy thôi. Coi lết, coi coi coi. Coi 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 coi. Thằng kêu gì cũng được hết hả? Thằng kêu gì cũng được hết hả? Nè, lấy đây con nè hả? Rồi, hai con dành cái. Ở đây còn dư nè. Nè. Ủa, con cái mà. Đó, rồi, tham không? Dành của nhỏ à? Rồi nhỏ có gì đâu em. Dành em bé hả? Đó. Không dữ không? Mê. Xương gà. Xương gà là ngon nhất. Vừa mềm vừa có thịt nữa. Còn xương heo với xương bò thì nó bự mà nó không có nhiều thịt, với nó cứng. Mình cho nó ăn cái này là ăn dặm thêm. Ăn dặm thêm để nó tốt cho đường ruột cả nhà. Cái nhà nuôi cún nhớ là cho nó ăn ít tinh bột, ăn nhiều canxi với protein, hạn chế tinh bột, ăn thịt đó. Hạn chế mỡ, mỡ cũng vừa phải thôi. Quen người ơi, con nó vô nằm cái đã. Có chỗ nằm với mày nha. Nó sụp bóng luôn. Rồi, thằng có ăn cây rồi, hết cự rồi, hết cự nữ rồi. Sú quách là món ăn khoái khẩu. Khoái khẩu nhất luôn. Đó. Tự lại lấy luôn rồi nè. Không có cự nha. Tự lấy ăn không cự nha. Lấy cục thôi. Chơi gì lấy trơn vậy? Sú quách này, sú quách gà mềm á nha. Mềm nên nó nhai, nó nhai được hết rồi. Nhai xong rồi nó đi phân rất là sạch. Con cù lự này ồ nó nu đã tướng đã rồi. Làm chảy nước miếng luôn không được. Nè, 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 nè. Rồi, ta lấy lên. Ăn cái đền miếng thao hả? Còn nhóc nữa.
ăn cho đã luôn. Mập ăn gì vậy? Ý mập ăn gì vậy? Gì vậy? Nè. Nè, xa nè. Nè ta. Rồi, chạy. Nè. Chạy đi. Đó, chạy. Nè. Nè. Rồi, vậy là xong 12 con đây nè, bầy 12 con nè, 2 bầy trước qua, 2 bầy 12 con, nó con này, nhỏ con mà lai ghê. Đúng là sơ hở, là nó bị, mà tới cái thời điểm khoảng chừng 35 ngày trở lên á, là nuôi nhiều là thường dễ bị lắm nè. Lông nó như là nó thay lông măng hay sao. Rồi, coi như 12 con xong nè. Và tiếp tục tới 4 con bự tí xíu nè. Tí xíu mình thả cái đàn này vô trong cái mấy con bự cho nó chơi với mấy con bự qua chỗ nhà xanh nè. Coi cái máy sấy này cũng tiện. Sấy tí xíu là khô. Còn nó quát đó, mấy con kia thì cũng ít. Rồi coi như xong rồi cả nhà. Rồi ngủ người ta mát mẻ sạch sẽ, không bị ngứa da đầu, không bị gầu con người. Là gần hả mày? Tụi ăn chưa? Tụi ăn chưa hả? Gà. Cho nó giỡn tí xíu. Rồi nó đi vệ sinh. Ăn ăn cho ngon. Đã. Nuôi tới thiệm này giỡn đã mà. Giờ mà thả ra là hết mắt luôn. Nó khóa lại chỗ có ánh sáng. Cái chỗ đó có ánh sáng khóa. Chịu nổi không? Cái con này nó rộng hồng lắm mà. Con cáo dùm cho cái hãng này luôn nha. Cái hãng này nhớ nếu mà có thấy cái clip này thì cho xin một cái lời cảm ơn nha. Và ai mà có dùng cái này thì cứ liên hệ mình chỉ chỗ mua cho nha. Hai cái này nó đảm bảo cúng sẽ có lông đẹp, da đẹp, giảm bớt cái bệnh về lông về da. Rồi ước nha mình đó. Đợi cho khô tí xíu rồi cho vô. Đi gỡ con kia mới được. Trời ơi, tự nhiên cái ý trên mặt người ta chơi gì kỳ quá. Người nào chơi kỳ quá. Gỡ con cái chắc ướt nhẹt cái mặt quá. Đây. Một đội bóng 12 con đây. 16 con. Hay là sao 16 con. Cho chơi bóng luôn nè. Đã chưa? Nãy giờ tắm rửa, xịt lau chùi, sạch sẽ, bây giờ cho vô chơi bóng nè. Chơi bóng chuyền đi. Đó, đó, đó. Xin. Thả 16 con lăn bóng chuyền. Vô
Trời đã luôn, vẫn đã luôn.